Chú mèo này đang ăn cơm mà rơm rớm nước mắt, vừa ăn mà nước mắt tuôn rơi. Đây là phải chịu uất ức lớn như thế nào mới như vậy? Hóa ra con mèo tên gọi là Guneng, nó là một con mèo tu trong ngôi đền. Lúc này đột nhiên tiếng chuông vang lên, bên cạnh hòa thượng bắt đầu cúi rạp người, nó ở bên cạnh cũng cúi khom người trước tượng Phật tổ, sau đó lại cùng hòa thượng ngồi thiền trước Phật, trong mắt chứa đầy sự tôn kính đối với Phật tổ. Đã từ lâu nó không còn nhớ về thế giới phồn hoa bên ngoài nữa, cho dù là đẹp đi nữa, mèo cái cũng đều là phù du trước mặt nó. Xem dáng vẻ chăm chú nhắm mắt thiền này của nó, hai chiếc móng vuốt nhỏ đặt cùng nhau rất chuẩn, nhìn chằm chằm vào Phật tổ trước mắt, như thật sự đã giác ngộ được chân lý gì đó. Theo người trong ngôi đền, chỉ cần khi nó thiền, bất kể bên cạnh có ai đi qua, đều không ảnh hưởng đến việc khu năng thiền. Nó sẽ luôn duy trì tư thế này, chăm chú nhìn về phía trước, trong mắt đầy sự ngưỡng mộ đối với Phật tổ. Trong khoảng thời gian 4 năm này, mỗi ngày nó đều sẽ làm như vậy. Chỉ cần tiếng chuông trong ngôi đền vừa vang lên, nó sẽ ngay lập tức chạy đến trước mặt Phật tổ, tự giác tìm vị trí thiền của mình, nằm trước mặt Phật tổ nhắm mắt thiền. Nó đến thân thế của Gu Neng dường như là trời định. 4 năm trước, nó đến trước ngôi đền với hơi thở thoi thóp, lúc đó nó còn rất nhỏ. Một vị hòa thượng tốt bụng đã cứu nó và đặt tên cho nó là Gu Neng. Cũng từ ngày đó, mỗi ngày nó đều ngồi thiền cùng hòa thượng mà tu một cái đã tròn 4 năm. Trong thời gian 4 năm này, Gu Neng cũng xem như có chút danh tiếng, những người đến đây bái Phật gần như đều biết nó, cũng rất tôn trọng nó, chỉ cần đến là sẽ chào hỏi nó. Mỗi ngày Gu Neng đều nằm thiền trước mặt Phật tổ như vậy, động tác nhiều nhất của nó cũng chính là vẫy cái đuôi dài của mình. Chỉ có đợi đến thời gian mọi người ăn cơm, nó mới rời đi để kết thúc buổi thiền sáng hôm nay. Từ sau khi vào cửa Phật, Gu Neng chưa từng được nếm qua mùi vị của thịt, mỗi ngày đều ăn cơm canh đạm bạc cùng hòa thượng. Có thể là cảm thấy bản thân quá thiệt thòi rồi, lớn như vậy mà đến một miếng thịt cũng chưa từng được ăn, vừa ăn nước mắt từ trong mũi vừa tuôn ra. Thế là để bù đắp cho tâm hồn tổn thương của nó, người trong ngôi đền phá lệ cho nó đi chợ mua một ít thịt cá cho nó ăn. Khi đặt thịt cá trước mặt Gu Neng, nó quay đầu sang một bên thể hiện mình kiên quyết không phá giới, tiếp theo cầm chân gà để trước mặt Gu Neng cũng không nhìn một cái, cuối cùng dứt khoát quay đầu lựa chọn bỏ đi sớm. Hòa thượng ở lại miệng cười tươi, vỗ tay và nói thật là một cậu bé ngoan. Theo tôi, cuối cùng nhìn thấy Gu Neng chạy đến bãi cỏ phía xa, bắt đầu ăn cỏ, thì cảnh giới và định lực này của Gu Neng thật là khiến tôi phục sát đất. Điều này cũng thật quá lợi hại đi, ngay đến động vật nhỏ trong ngôi đền cũng chưa từng bắt nạt chúng, mà rất hòa thuận với chúng. Cho dù là ruồi bay trên đầu mình, nó cũng để yên, chưa từng làm tổn thương chúng. Cuối cùng nghe thấy tiếng chuông vang lên, Gu Neng lập tức chạy qua mọi nẻo đường để